xin chào các bạn chào mừng các bạn đã đến với số câu nhật bãi của mình nhá mình là bẹo đây chúc các bạn có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ nhá hiện tại bây giờ mình đang quay clip này lúc 12 giờ trưa thì ngày hôm qua mình có báo mọi người là mình có đi câu cá nên là không quay clip được và cũng gần như là không bán hàng ngày hôm nay mình tiếp tục quay trở lại mọi người nhá hàng mới thì ngày mai mới về ngày mai hay ngày kia ấy Nhưng mà hiện tại là chưa có hàng mới nên là sẽ đẩy cho anh em một số cây cần nỗi tiếp theo liên quan đến dòng lục lỗi mọi người nhá à, ngày hôm qua đi câu cá đen á được cái vảy cá nữa. mình đi câu lua câu lua cá măng mà ngày hôm qua lắng quá câu không cắn ok hôm qua thì hôm kia mình có đẩy cho anh em đến mã 73 đúng không ạ z 73 mà sẽ để cho mọi người z 74 nhá z 74 ạ à, đây là một chiếc cần của hãng đai qua rồi nhá mọi người rõ chưa một quần hãng Daiwa qua à, chiếc cần này thông số của là nó ghi 3,3 3m3 nhưng bây giờ như là nó chỉ còn có 2m7 thôi thì vậy 33 mà mất mất một nóng có nghĩa là chiếc cần này giá 33 cứng 30 của hãng Daiwa khoe cái còn còn nguyên nhưng mà cần này nỗi của nó là nó mất một cái đọt ở trong cùng có nghĩa là nó có bốn nóng nhưng giờ chỉ còn ba thôi bây giờ cần này còn 27 cần này để nguyên này câu quần tay cũng rất là ngon vẫn rất là rẻ mọi nhá cần này sẽ lấy một người là 250 nghìn nhá 250 nghìn nó mất nóng nó không phải dập nóng nó mất hẳn luôn đấy nên sinh ra là nó khá là khó chơi nên sẽ bán rẻ cho anh em còn cái này thu lại nhá à, Cốt, muốn lấy lại cái này cái này để như vậy mới nặng cái này để uh, bọc cái cần nua của mình lại cần nua ấy hai khúc mà để lấy này cuốn lại thì nó sẽ rất là ok rồi thôi giả đi lấy mình nghe để bảo lâm do ngại chết nó là mua cái này thì mua nhá à, lúc nhắn tin mà không lấy thì để lại cho em nha em đang bị hết cái dây này em không có cái quần nua nên là nua nó bị mất có lại quấn đầu nua vào thì nó đỡ tránh gãy cần ok chúng ta sẽ đẩy sang con lỗi tiếp theo con này ngon lành hơn để về sau à, con lỗi ra rẻ tiếp theo nhé con này là con Z75 ạ con này sẽ lấy một người là 200 ngàn con này làm chưa cần tiếp tục của Daiwa người nhá dài 3m9 cứng 25 sản xuất Korea một chiếc cần phíp người nhá một cái bát uh, Fuji PS7 một cái bát là 350 này đó à, và đây là cái lỗi của nó à, uh, một chiếc cần này bị mất đầu bu rồi nhá, mất nguyên cái đầu bu này mình không đầu bu thay mà mình không thích thay sẽ để cho anh em luôn uh, cái này lúc trước nó là một cái khen đề ba Nhưng mà bị tháo ra rồi bây giờ nó chuyển thành một cái khen đề ba không người gặp như này đó chiếc cần này là dài 39 anh em hạ cần tay nữa thì vẫn, vẫn rất là rẻ hạ cần tay không rồi anh em vẫn có lời em nhá chiếc này hạ cần tay xong vẫn có số bán hai em rưỡi trăm nghìn tháo hết khen ra thì hết bát ra vẫn được 250.000 đến 300 mình để nguyên này bán cho anh em 200 ngàn ạ chỉ cần uh, Z75 này 200 000 nhá. Dài 3,9. Con này phôi khỏi nói đi anh em phôi cực ngon. Anh em về mua bộ khoen với anh em độ vào rất là ngon nhá, hoặc cứ để nguyên này nắp đầu vào là vẫn có thể câu lục được nhá. À cứng 25 lần mà. Dài 3,9 cứng 25 của Daiwa Fit. Nó rất là ngon. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục sang một con uh... À con này không nỗi, không nỗi, để sau. À chúng ta sẽ đẩy sang một con lỗi tiếp theo. Ở một chiếc cần uh, lục dài 3 mét 6 mọi người nhá uh, lỗi là mất dàn khoe mất khoe Z76 ạ đây con này thì các bạn thì thấy là carbon nó đây ạ chất liệu carbon rất là đẹp nhá nó màu ánh xanh này uh, dài 3 mét 6 con này thì uh, như theo mình thì thấy thì nó có là một con cần Hàn Quốc bát con này là bát uh, Fuji PS7 tem vàng mọi người nhá vàng này đó khoen đề ba còn nguyên các bom trong mình nhìn thấy nhá rất là mới mới không ạ mình nhìn thấy có mới không khá là mới nhá đó khoen rất là mới con này lúc mình vận chuyển về thì những cái khoen của nó là nó bị mất sẵn rồi mình nhìn rõ chưa phôi rất là ngon nhá con này bây giờ là anh em về nhà anh em sẽ bỏ ra tiền mua một cái đồ bu này một cái khoen chỗ này thế này tổng cộng là ba cái khoen nữa và một cái đồ bu này anh em có thể thành chứ cần nục hoặc tháo thẳng ra làm cần tay vẫn rất là khỏe cần tay 36 này quá khỏe luôn À, con này hôm nay sẽ lấy một người với cái giá là hữu nghị thôi à, cần độc thì lúc nào giá nó đắt hơn uh, cần iso rồi mà hôm nay nó là cần hơi lỗi một xíu thế này thì sẽ bán cho anh em với cái giá là bao nhiêu cây hợp lý nha uhm, sẽ bán mọi người là giá năm trăm sáu mươi nghìn một cây Z76 nha anh em nhớ nhé đây là những chiếc cần lỗi nên là anh em mua anh em phải nghĩ trong đầu nó lỗi nên nó rẻ và đừng lúc lấy về rồi bắt đầu mới báo là nó thế này thế kia em nha, nha, nha. có lỗi sẵn rồi nó cái này được người ta quay keo lại này, này hơi bẩn phôi ngon đầu bu ngon à, phôi rất là ngon nhé để ba ngon thiếu mất mấy khoen trên đầu không bình thường con này sẽ bán khoảng tầm 900 giờ bớt 350 để cho anh em sửa khoen còn 560.000 tiếp tục một con tiếp theo con tiếp theo thì nó hơn một tí nó hơn được một cái khoen Z76 này lấy 16 à, 590 à, à, đây 590 người nhá con này thì nó đẹp hơn kia nó đẹp hơn phôi uh, thì như nhau hai con đều phôi nhau con này dài hơn kia một tí dài 39 đó, à, của hãng Sirius này nhật mọi người nhá các bon này cực ngon mình rất thích các bon của cái 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 này qua đây này nó có cái hình này này thì các bon nó rất là mịn và rất là bóng nó hồn hiện ra ngoài luôn Đấy. Để chưa? Con này thì cũng như con nãy thôi. Khoen này ba rất ok, một cái khoen đề ba này ba rất là ngon. Phôi hai rất là ngon. Ờ khoen thứ hai còn. Và cần này cũng sẽ mất một chiếc đầu bu. bên trong này là vết nó phun sơn nhá, cái sơn này nhá, anh em cạo được này. Anh em về anh có tay cái này là do người ta tự chế mọi người nhá, không phải sơn mặc định của cái cần này đâu. Anh em thấy không ạ? Cái sơn này này là chúng ta cạo được nhá. Bóng chưa? Cạo xong mới tinh nhá. Nên là chịu khó phải cạo tí nói với cái giá này mình trả này anh em hợp lý chưa? Đó, chưa hợp lý thì để xem xét anh em nhé. còn nếu anh em thấy hợp lý thì anh em múc ngay không lại hết. tiền của mọi người mà mọi người mua là quyết định của mọi người nên là cứ vui vẻ nhé, không nên quạo cái kì. có lỗi nhá là lỗi mất uh, hai cái khoen giữa này, hai khoen giữa vào cái đầu bu, đồ bu này nó bị gãy này, Đó, do vận chuyển đấy, nó bong ra, ok. Con này sẽ lấy một người là 590.000 con này nhá Lỗi một xíu Lỗi khoen sơ sơ thôi Đó, Chúng ta sẽ xăm một chiếc cần lỗi tiếp theo Một chiếc cần lỗi là mã Z Chết à, xin, xin, xin lỗi xin lỗi, xin lỗi người nha 74, 75, 76, con này con 77 mọi người ạ Con Z77 nhá con Z77 là 59 ạ Nãy ghi nhầm Con Z78 Uh, con này xem đấy mọi người là xem nào hợp lý đợi mình xem khoen nước kiểu thế nào đã uh, con này dàn khoen cũng hỏng một khoen hỏng hai khoen ba khoen rồi con này khá là ngon nếu người là 500 90 000 tiếp theo con này cũng giống con kia mọi người nhìn rõ nhá con này là con của Waco mọi người nhá chất liệu carbon uh, rất là đẹp carbon xoắn uh, mọi người xoắn xanh Xoắn màu xanh trong nhá đây con này thì khoen đề ba rất ok mọi người nhìn nó nhá bên trong phô rất là ngon nhá Phô rất là ok luôn Phô ok đến tận ngọn gần như là không xuất sắc gì mấy khoen đề ba ngon có khoen đề ba là quan trọng nhất khoen đề ba hỏng thì thôi không phải nói nhưng mà nó còn thì phần trên này rất đơn giản phần trên này anh em có thể tạo thêm hai chiếc hai ba khoen nữa và anh em câu con này thì nó khoen thì nó hỏng mất một chiếc hai chiếc hai chiếc khoen còn hai cái giữa này còn Đó, nên là anh em sẽ đỡ tốn tiền mất chi phí chỉ mua một cái khoen này về rút cái đầu bu này ra rút tất này ra cắm cái khoen này vào rút cái này vào đóng cái này vào phát ra xong tự nhiên đồng trước cần xa rẻ năm trăm chín mua chắc nếu mà sửa hoàn thiện nó còn tầm sáu trăm rưỡi gì đấy đến bảy trăm nghìn là cùng vẫn rẻ con này sẽ dài bốn m hai mươi mọi người nhá con này xem độ cứng nào ồ trên đến giờ lại quên không đo độ cứng nó biết cho anh em rồi à, cần này sẽ là cần cứng hai mươi mọi người nhá ok mới cần đỡ này quên mất những cần này đa phần đều cứng 20 đến 25 hết mọi người nhá. Đọt còn đều 2 ly trở lên. Con này cứng 25 này. Hai con này cứng 25 nhá. Ok sẽ sang con bình thường một chút nữa nó không lỗi xem nào. À, còn nếu anh em không không muốn mua lỗi đúng không? Rồi ok sẽ có cần không lỗi cho anh em. Đây là một chiếc cần bình thường, không lỗi gì. À, Bát Fuji PS7 nhá. Đây A à, Aurora 39. Là chất carbon này nhá. Đây có hình này carbon rất là mịn. À, rất là mịn ok mình sẽ soi con này xem lỗi gì. À, khoen để ba bình thường không vấn đề gì mọi người nhá. Khoen này ba Fuji. Phôi, à, phôi bên trong là phôi bóng rất là đẹp là mọi người xem. Có sâu một chút xíu nhá. Cần cũ mà được mức độ phôi như này là quá ngon. Ok chưa? Rồi dàn khoen mình đóng cho dàn khoen dàn khoen bình thường. Dàn khoen ngon luôn mọi người nhá, dàn khoen này không vấn đề gì. Ở à, đây chứ cần không bình thường thì sẽ giá là 890 000 nghìn ạ. Hôm nay sẽ lấy mọi người là 800 có cái này. Giá cho nên 1860 000 thôi. Z 7, 8, 860. Đó 860 so với cả mấy cần này sẽ rẻ được 300 300 000 là đủ tiền để sửa khoen đúng không? Thừa luôn. Đó, so với những cần này rẻ hơn 250.000đ, 250 000 250 mà mua mất có 2 3 khoen vẫn thừa luôn. kiểu gì kiểu anh em vẫn có lãi à. Đó, nên là sẽ để con 860 000 này nhá. Rồi, ta sẽ tiếp tục đẩy sang một con tiếp theo. Con tiếp theo là một chiếc cần màu đỏ như này. Carbon mọi người nhá. À, Bad Fuji tem vàng, dài 39 cũng hãng đấy, Sirius đỏ, hai con giống nhau. À, con này sẽ bán cho anh em là 590 đúng không ạ? Con này thì nguyên ừ, con này à, bên trong ok không xước gì mọi người nhé những chiếc cần ở đây hôm nay đều cứng 25 hết mọi người nhé đọt tầm hai rưỡi hết tất cả đây đo luôn quên mất hôm nay bán hàng xả nên nó không đo à. bình thường là đo nhưng mà vội quá mọi người thông cảm nó hai này đo lại cho anh em xem này nó hai đo lại phần nữa nè đùa chứ bút không gặp thời rồi <laughs> nói chung tầm đi hai 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 ba mình đo nó ấn chặt quá nhiều khi nó sai số hai ba người nhá à, phô đây phôi đây khoen thì tàn khoen đều Fuji hết Còn con này bên trong lại có tiếp tục lại giống như con vừa nãy đuổi mấy con này nó phun sơn lên làm gì chẳng rồi bong này mọi người chỉ có về cạo hết này ra bằng móng tay này thì sẽ được một cái cần có carbon bóng như cần vỏ bên ngoài này đó, vì carbon rất là mịn nên phun sơn nó không có dính đó cần này sẽ lấy mọi người là 800 rồi này 810.000 thôi Z79 810.000 tại vì nó bình thường còn lấy 800 là nó tròn nhưng bình thường nó không lỗ gì hết á. Nên là giá lục thì bây giờ nó cũng tầm tầm này. trên liệu carbon. nó rồi ok. Rồi chúng ta sẽ sử dụng sang một chiếc cần 4.2. Cần này thì cũng có lỗi nhỏ. Ở à đây là một chiếc cần carbon mọi người nhá, hít carbon này, sup cát này, 42 2 Dàn khoen con này là dàn khoen Fuji mọi người nhé đó, phôi phôi phủ bóng cái này rất là ngon rất là mới mọi người nhá rất là ổn luôn nhưng mà con này con này thì đọt nó còn tầm hai ni thôi mọi người nhé một ni chín này cái cái, kích thước này của mình nó hơi giỏm đang đặt con thước mới rồi con này không được hai ni hai đâu đó tầm hai ly là chuẩn nhất Ờ, à, con này thì là một chiếc cần mình cũng group grip này mình không nắm được cái cần này nó sản xuất ở nước nào cần này sẽ mang mã số là Z80 ạ bát thì là bát Fuji khoen Fuji còn cái trên thân này nó không ghi quá nhiều thông số và cần này nó không có lỗi gì cả em nhé không bất kỳ lỗi nào Nên à, sẽ cần này sẽ lấy mọi người là 800 trong đi chất liệu carbon, cần lục, ừ, được chưa? OK nhá. Rồi, à, chúng ta sẽ sang một cái cần uh, lục cuối cùng của ngày hôm nay là một chiếc cần, uh, cần này thì mình có thể nói là một chiếc cần uh, bên uh, Trung Quốc sản xuất. Vì ừ, nhớ đọc chữ Made in China ở đâu ấy. Là đều, đều đều đều. China có China anh em nhá. Uh, cần này thì sẽ mang một cái bát Fuji PS7 như này khá nặng Wow. Những chiếc cần bình thường như này ấy, thì cho cân nặng chỉ tầm 350 g mọi người nhá. Đó, 340 g những chiếc cần như thế này. Đều 340 g hết. Nhưng mà riêng chiếc cần này một chiếc cần của Trung Quốc mọi người nhá. made in China này à, con này sẽ mang mã số là Z bao nhiêu Z81 mọi người nhé à, Z81 dài 4m2 suốt mấy in trailer luôn nhá con này mình chẳng biết xuất nhật hay không nhưng con này nó ở trong lô của mình lấy về như này nhưng con này mình nhớ là mua mới của nó hình như là rơi vào 800 ngàn một cây này mua mới tinh à, con này có cả định vị khoen luôn này kinh thế mà khoen thì dàn khoen này dàn khoen thường à, cũng dàn khoen thường luôn cần này đúng chuẩn cần Trung Quốc rồi À, cần này là mua 800 à, Bây giờ là bị uh, nếu mà cũ ấy thì bán một tầm 600 hoặc là 500 rưỡi Mà nó lại nỗi cái đồ bu này Đó. À. Nên cần này hôm nay sẽ lấy cho anh em giá khá là mềm Là 450 người à. Anh em về anh em chơi nhá rất là giá nhá Giá chưa bằng lửa giá mới Thế được rồi Nên cần này mình sẽ lỗ lỗ nó lặng lề cái con này luôn nó lấy gặp những cần như này thì biết sao giờ ok chúng ta sẽ đẩy thêm một hai con nữa thôi nhé cũng không còn hàng hết hàng rồi 82 con này sẽ lấy người 300 ngàn à, cần này là một chiếc cần của Nhật mọi người nhá nối đi ạ một chiếc cần dài 5m4 6 đoạn cần này là cần ISO khoen lớn mọi người nhá dòng cổ của Nhật Bản mình sẽ cân cho anh em xem cái cận lượng cái này là bao nhiêu cân à, dàn khoen con này là toàn bộ dàn khoen Fuji uống nguyên cái dàn khoen này về anh em bán nó được hơn 200 ngàn rồi nhé được có đùa nhá một cái khoen này hôm trước là mình nhớ mình bán cần nào mà bị vỡ khoen này này ba cái bảo ta mua 200 ngàn khoen Fuji đây một dàn khoen Fuji nữa nhá 1 2 3 4 5 6 6 khoen này như mua bao tiền nếu mà mua không ấy ba 3 400 rồi chứ tôi tính là cả cần nó đây là một chiếc cần uh, khá là khủng khiếp chứ cần này 300 rẻ rồi mà thôi nói nữa rồi biết sao giờ con này đọt gần 3 ly mọi người nhá đọt 2 ly rưỡi luôn này hơn 2,5 hay nữa không hết. 26 mọi nhá. Đó, dàn khoai Fuji hết luôn. Độ cứng con này rơi khoảng tầm 25. Wow, dài 54 mọi nhá. Xài. Hàng hiếm mà nha, dài 54, sáu đọt, cứng 25. Ờ à, mã Z82 300 000 cân nặng thì con này nó khá nặng, nó khoảng tầm nửa cân. 530g mọi người nhá. Đó, chiếc này rất là ok. Giá rẻ, ngon tiền ship anh làm dáng chịu nha tiền ship con này gửi em Sài Gòn khá là mắc đấy nhưng mà mình sẽ lấy mặc định là 40 nghìn thì nó rất là nặng rồi mình đẩy thêm hai con này nữa hôm nay là hôm qua là có hai chú cho hỏi hai cái cần này mà quên mất gọi điện không được nên hôm nay gọi đăng lên là xem chú có nhớ số điện thoại gọi cho mình không hôm qua có gọi mình câu cá là không nói chuyện được con này con Z83 và Z84 này hết mà người hết hàng hôm nay à, con em qua mình báo 800 này con này sẽ là 900 vì sao giá nó cũng khá là cao như này vì nó là hai chỉ cần carbon một cần là t một cần của đai qua à, cần ft này rất là nhẹ mọi người nhá chỉ cần ft này dài 5m3 đoạn số 3 nó chỉ nặng à, 350g thôi 5m4 con này đoạn số 3 mọi người nhé đỏ rất là to con này đoạn 2 ni để anh em hạ cần tay cần này phải hạ cần tay khỏi nói luôn anh em ạ mà nó được thêm một cái dàn khoen Fuji ship như này nữa nhá, ship khói đó mọi người nhá, ship khói luôn nhá trên cái đầu bú này bị bị thay rồi đó, người ta đã thay rồi đầu bú này đầu bú xịn nhá đó, đây là một cái phôi của nó phôi rất là đẹp phôi bên trong gần như không xước phi con này sẽ là phi tầm 27 phi không được phi con này là phi 24 thôi đây mọi người nhá đó, cái này sẽ lấy người là 800 000 NFT dài 5m4 cứng đọt số 3 đầu đi hai đi rồi chúng ta sẽ sang con đây qua con đây qua là nó nặng hơn hôm qua có cân rồi đấy À, con này sẽ nặng không kia 100 g, con này sẽ nặng là 430 g. Ở à, đây là một chiếc cần uh, của Daiwa mọi người nhá, dài 6,3 m là số 3. Đó, các bon này các bon đời cổ, bát là bát Daiwa luôn nha mọi người Bát này bát bằng đồng nhá. Bát Daiwa bằng đồng, được chưa? Bát Daiwa. Con này toàn bộ Daiwa tất. Cả cái ở dưới này bạn này, nó có hình người in trên thân này. Để làm 5 m nào, 5 m đi, điện thoại đều. Ở trên cái bát này của nó là có hình biểu tượng người nguyên thủy, người cổ của người Nhật À, săn bắt các kiểu đây bạn này cho bạn xem chắc là chưa nhìn thấy cái này bây giờ à, đây 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 nằm nét thấy chưa à, có hình người cổ này mua để sưu tầm hơi ngon anh em nha à, nó có hình người đây này được chưa chất không quá chất bắt đai qua nó là chất rồi dài sáu mét ba con này carbon carbon rút carbon rút là carbon đời đầu nó ẩn bên trong này mà này carbon này thì nó nặng hơn carbon hiện đại bây giờ nhưng mà nó rất là bền mới tinh con này có thể nói mới tinh chưa xả dàn khoen này cho mọi xem là khoen ngon này dàn khoen ok hết và con này nó rất là xịn luôn nó có hai cái đề ba chân này nó đỡ để chống vỡ khoen chúng gặp khoen vào trong ờ, đầu con này thì một đi tám một đi bảy hoặc một sáu như thế mình áng hoặc một đi sáu là chuẩn nhất ò đi rưỡi mọi người nhá đọc một đi rưỡi dàn khoen fuji nói xứ màu lâu nó cần này thì nó dài hơn À, cái chiều dài 6m3 cần khá là hiếm nên giá sẽ đắt hơn mình một tí thế thôi hôm nay chỉ có mấy cần là giới thiệu cho anh em thôi mấy cần xả thôi. hết hàng rồi hết sạch luôn đồ này bán chóc cũng chót lọt cảm ơn mọi người rất là nhiều lâu tới sẽ về cần trốn vợ cần mini carbon à, cần lua khá là nhiều sút đợt này về siêu đẹp anh em nhé đợt này về cần lục hơi bị đẹp luôn anh em chờ đợi clip tiếp theo của mình nha lần à, này iso thì về cũng không được nhiều cho lắm nhưng mà cần sút rất là đẹp và cần lua đó, nên là anh em chờ đợi nhá đây là số điện thoại của mình Như số điện thoại của anh bạn cho mình nhá xong là một một ngày nữa muộn thì ngày kia không ngày mai em sẽ có clip về lô hàng mới cho anh em ok hẹn gặp clip tiếp theo bye bye hy vọng là sẽ chốt hết cái lô này mình gửi ngay cho ngày hôm nay hôm nay thứ hai ok chào mọi người nhá